Prai mất chết tim mẹ trai. Chẳng tớ bàn cạch nè. Thế lý rụp bật bộ rõ mô tô thống stúc tớ quay lục vùng nói hơi sạch đống thông thông tại mặt đoàn. Ở video kì là có bà đà lục vùng nói miền chùm lúc nâng bộ rõ chì mô tô thống còn bông lộ bay khăn nâng lợi bận đài xứng cùng có miền nẹ lên Facebook chơi chẳng bàn bánh chanh mà tép xem xinh khả nỉa. Chung với bộ rõ mô tô thống họ tớ quay lục vùng nói hơi có trợ bàn lục vùng nói thế lý chọp hơi có son với bì chung cúng ốc cụt. Vốn tay nẹ khá lực lăng thác chưa cả xâm đành. Giang ná, cơ cả khó xua lục vùng nói bà tốt bàn mình chạy thác rương ní cư chưa cả bất mân bàn xâm đành nụ lời. Tôn tâm khả niên ní mùa hai chân của miền cá, người chẳng ngồi chơi răng đoàn phóng đài ổng bì mục mọt bất ở rộp bọc bộ rọt đài chì mùa tô thúng. Bên ní mục mọt bất ở rộp bọc qua trở bàn bằng hành. Cá bất bộ rọt mùa tô thúng nút miền à không Facebook thác. Chất trà kỷ, đài bộ rọt mùa tô thúng mà nẹ ní tâm nông chưa cụ bằng hạt sạch đồng. Bước tam rồi dạ rụp phép khởi thá, lúc miền sạch đông thông thông còn còn. Chứ mỗi khi nên Facebook đã tùm lê rụp bật rộp bọc bộ rộp mô tô thông miền chứ mô thà. Nát Elephant, đại bàn bằng họ rụp phép gạt hết nâng xa xế khlâm xa thà. Mơ lời xoay tờ bóng phá ồn, nẹ trao bì chứng cung bỏ vùng nòi, anh đặt nạp đầy khá nhầm, rung lực tăng bì đọc cho nà môn quát ọt xoay thông sổ phê. Hơi có bộ bốn bột đài khá nè. Mình ấy bỏ cách chọn bạc đầy, ấy lấy chuộm chẳng tiền. Trao bì chứng cúng ốc cùn. Bần tỏa bí khơi nở cả phọc bẹp ni hơi có mềm hai chôn chứa chân chôn tờ like, comment chứa chân phong đài lẹ cân ạ bẹp lên sớt. Hơi có uất ẩm bí rụp riêng đo sẵn hà rụp bọc cụ bằng hạt sạch đống mà nẹ này phong đài. Chà ni cứ chờ rụp hiệp bật rụp bọc bọc rõ đài chi mà tô thông bẹp mụ sơ bạc tập hiểm đài cho tờ cổ bụi cò ao lục vùng nòi hơi có trở bì chân cúng nụ. Còn miền phép khá hàn mình tên nơi xa thà. Còn miền rụp riêng sang hà sạch đông thông thông hay áng khá luôn cứ chờ cổ bằng hạt sạch đông tiệt. Bồn tay miền ấy bà chờ mùi vùng nòi. Cô xoay vùng nòi bà nhập lăng mà tô chi chanh tự bạc tay mà đồn. ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងច្បាស់ការហើយទីបំផុតនូលីចេញមុខទំលាយពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនាងណាហ្វាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ ព្រៃមិត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថាបកិត្តមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដែលម្ចាស់បន់លក់កោយុនលោកណូលីបានបញ្ចប់ភាពនៅលីវរៀបការជាមួយនឹងភរិយាជាអ្នកបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រោយរៀបការនោះលោកណូលីក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏ស្អាតមួយរូបមានអាយុប្រមាណជិត1ឆ្នាំហើយលោកបានដាក់ឈ្មោះថាណូលីណាកេដោយឡែកមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះ មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយប្រមាណជាកន្លះឆ្នាំទៅហើយលោកណូលីនិងភរិយាហាក់មិនសូវបង្ហាញសកម្មភាពជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចមុនពោលគឺម្នាក់ម្នាក់ផុសតែរូបម្នាក់ឯងថែមទាំងអមនិងសារហាក់មានទំនាក់ទំនងបែកបាក់ថែមទៀតផង ជាងនេះទៅទៀតបើក្រឡេកទៅមើលគណៈនៃTikTokរបស់ភរិយារបស់លោកណូលីក៏រមែងធ្លោយមាត់ថាខ្លួនជាមេម៉ាយថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញសកម្មភាពខាងលើនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏បានដាក់ការសង្ស័យថាលោកណូលីនិងភរិយាបានលែងលះគ្នាហើយតែគ្រាន់តែតារាប្រុសរូបនេះមិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី2ខែឆ្នាំ2022នេះ ម្ចាស់បាត់លោកកូយុនលោកណូលីក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនិងភរិយាបានលែងលះគ្នាហើយដោយសារថាលោកបានរៀបរាប់ជាភាសាអង់គ្លេសថាខ្ញុំបានលែងលះនឹងណាហ្វាជាយូរមកហើយដូច្នេះពួកយើងគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាទេសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំ ចាម្ចាស់បាត់លោកកូយុនលោកណូលីបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយថា លោកនិងភរិយាបានចែកផ្លូវគ្នាដែលមហាជនមួយចំនួនអស់ចម្ងល់ហើយ ដោយតែងតែតាមដានអំពីជីវិតឯកជនរបស់លោកឥឡូវនេះបៃតងការពិតៗប្រកបពីម្ចាស់សម័យខ្លួនចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា